cho khám qua tình trạng chân của cô một chút nhé. Của mình thì xuất hiện tình trạng này lâu chưa? Khoảng 10 năm nay thôi. 10 năm nay à? Có thấy nó bị tăng lên tăng nhiều lên, không? Tăng lên. Tăng lên sau sinh hay là? Tăng lên sau sinh. Ok, cô sinh mấy cháu rồi? Sinh 3 cháu. Hiện tại thì chân của cô này có rất nhiều những cái mao mạch giãn li ti mà cô nhìn thấy xanh đỏ đấy. Đúng rồi. Nhá. Đây mao mạch này, còn những cái tính mạch nông của cô này, bao gồm cả cái tính mạch hiện bé của cô này, hai bên này, phồng này, run dế hết rồi. Xuống dưới hai chân. Mình sẽ phải điều trị cả hai bên nhá. Vâng. Và sử dụng cái phương pháp điều trị của mình đấy là công nghệ Mercury Vencare điều trị cả cái tình trạng giãn mao mạch cũng như là suy giãn tĩnh mạch nông của mình. Vâng. Thì đối với trường hợp này của mình thì phác đồ của chị sẽ khác với mọi người một chút nhá. Vì tình trạng của mình thì nó sẽ nặng hơn và mỗi khách hàng thì có một phác đồ điều trị riêng.